đi con, chút nữa ba về. Mình với con đi thay quần áo đi, đã lạnh, để anh lo cho. Ý có biết cái rốn là cái gì của con người không? Là trung tâm của con người. Đây là cái rốn của chiến trường. Chúng ý nên nhớ, để bảo đảm sự chiến thắng của chúng ta ở vùng châu thổ cửu long này, chúng ta phải tạo ra ở đây một vùng trắng. Chúng ta phải triệt hạ những cái làng trù phú này. Những cái làng ở bên bờ kinh này là mạch máu của chiến trường từ miền Đông về miền Trung. Dân ở đây đã được đưa ra vùng tự do. Nhưng bây giờ theo hình ảnh này thì trên cái đồng hoang vẫn còn sự sống của một con người. Nè mày đi. Coi con nó dễ ghét không? Thôi nha, no rồi nha. Nè nè, ba bánh bún bò. Cắn nữa con, cắn nữa. Cắn nữa. Có kìa, đau quá mình. Nè kìa con, đó kìa, hồi nãy anh lo quá giống có lộn mình. Bữa nay nó bắn nhiều nhưng nó bắn vô dơ thôi, chắc tại nó phát hiện được chiếc xuồng của em chứ gì. Nó bắn mò, chiều nay phải lên nhà. Một con người với chiếc xuồng này thì không thể xoay chuyển tình thế, nhưng nếu ở đây có một con người thì ý chí của chúng ta thua, phải giết cho kỳ được, tốt nhất là phải bắt sống. Bắn sống để ta xem mặt mũi họ như thế nào.
Có lúc tôi nghĩ tôi không sao hiểu được tên này có thể sống trên cánh đồng hoa ngập nước như vậy được. Có nhiều điều chúng ta chưa hiểu được họ. À, trong lúc truy lùng, chúng ấy có nghe tiếng súng của họ không? Tuyệt nhiên không. Bắt đầu từ hôm nay tôi chỉ giao cho trung úy một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ duy nhất. Một chiếc trực thăng với tất cả vũ khí đã trang bị. Trung úy phải tiêu diệt cho bằng được sự sống này. Nghe nói trung úy vừa nhận được tin vỡ. Trung úy này lấy chiến công để làm quà cho bà vợ của Tổ quốc. Chúc trung úy gặp nhiều may mắn. Các đồng chí thân mến, giặc Mỹ đang tăng cường đánh ác liệt, quyết phá vỡ đường giao liên của chúng ta. Chúng quyết làm nhục ý chí của chúng ta. Nhưng chúng đã lầm rồi các đồng chí à. Vỏ quýt dài, có móng tay nhọn, phải không các đồng chí? Các đồng chí thân mến, chúng ta là những chiến sĩ đường dây, là những mạch máu có nhiệm vụ đưa máu từ con tim về nuôi khắp cơ thể. Dòng máu bị tắc là cơ thể bị bại liệt. Tôi xin thay mặt đảng ủy đường dây tuyên dương thành tích của các đồng chí vừa qua. Đặc biệt, đảng ủy khen ngợi chốt trạm do vợ chồng Ba Đô phụ trách. Cháu xin phát biểu về việc tăng cường người cho chốt trạm vợ chồng anh Ba. Như ban lãnh đạo đã đề ra, vì vợ chồng anh Ba có con mọn, nguyện vọng của cháu xin ban lãnh đạo được bố trí về đó. Vì dù sao, cháu là con gái, cũng thuận lợi hơn trong việc giúp đỡ anh chị Ba. Tuy khó khăn thiệt, nhưng xin ban lãnh đạo cứ để chúng tôi tiếp tục công việc. Là dân Đồng Tháp, chúng tôi quen với công việc đồng nước hơn. Việc này tôi sẽ hội ý lại với ban lãnh đạo sau. Ban lãnh đạo tin tưởng các đồng chí sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Chúng ta quyết xứng đáng với lời dạy của Hồ Chủ tịch: không có gì quý hơn độc lập tự do. Thà hy sinh tất cả chứ quyết không chịu làm nô lệ. Thà hy sinh tất cả chứ quyết không chịu làm nô lệ. Sợ đi sợ con rắn nước. Thank you.
Đờn hay như vậy, sau đó lấy của dân công. Chồng đờn vợ ca, có mùi hơn không? Có mùi hơn không? Tôi cũng định đi tìm cô dân công đây. Sao không đi tìm mà còn nằm đây? Đi đi, đi đi. Chà, đó, má mày đuổi tao rồi đó. Nếu lấy cô dân công thì giờ này làm gì có cục cưng này. Có cục cưng này. Nguyên con, nguyên con. Đây, bắt được cô dân công đây rồi. Dân công đâu đây, lãng hòm à. Nè, lớn lên đừng có giống thằng cha mày nha. Khó thương lắm nè. Khó thương thì gian ra. Giang ra. Đó, cha mày đuổi tao, để tao đi. Cha con mày ở với nhau nha. Cha con mình ở với nhau hen. Nè nè nè, chích đu lên, chờ đu mộng. Cây tầm phộng, cây mía lao. Cây nào cao, cây nào thấp. Quýnh dấp, cu hòn. Con chạy, mẹ dạy, con u. Chích đu lơ, chờ đu mộng. Cây tầm phộng, cây... Con em quên. Chích đu lơ, chờ đu mộng. Cây tầm phộng, kỳ nghĩa lao, kỳ nực cao, kỳ nực thấp, huynh dấp, cù hò, con chạy. Mệt quá rồi, mày lợn má mày đi mẹ ơi. Mình nhổ tóc ngứa cho tôi đi mình. May quá. Nước cao quá. Cái hầm nước cũng ngập hết trơn rồi. Cơm xong lên nhà lần nữa nghe mình. Của con nè. Mẹ cha nó ngủ ngon quá. Sớm dữ vậy cả. Nó bắn đánh lá, chạy tiếp tục hơn trước. Rồi xuống đi mình. Cho con vào bao ni lông đi. Come on.